đưa mắt điện lên sân bay đi. Alo, anh Sĩ hả? Tình hình sao rồi? Chào cô, tôi là mẹ của Trần Nguyễn Chi An. Chào chị, tôi là Phan Mỹ Linh. Trước khi tiếp tục nói chuyện, cho tôi hỏi một câu không liên quan nhé. Cô muốn hỏi cái gì? Trong nhà chị ở không có cái rìu nào cả, nhưng tôi đoán ở chỗ chị ở đang có một cái, có đúng không? Đúng, làm sao cô biết? Tôi đoán thôi mà. Hình như anh Sĩ bị các người phát hiện rồi, có đúng không? Anh ấy ổn chứ? Bọn tôi có nguyền ông ta, nhưng yên tâm đi, không có mất mạng đâu. Chỗ chị đẹp quá nhỉ, ở nhà trên mây chắc là thích lắm ha. Cảm ơn. Nếu không bị máy bay thỉnh thoảng bay sang nã bơm và thả mắm tôm thì còn thích hơn. Thôi, nghe đây, bọn tôi không gọi điện để tám về bất động sản. Vì sao cô nhắm vào con An? Chuyện dài lắm, nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn như thế này. Con gái của chị sẽ tiêu diệt thế giới này. Sao thế? Bà nói con gái mình sẽ tiêu diệt thế giới này đó không? Cái gì? Nó xuất nước tiểu học kia kìa, tiêu diệt thế giới đổi gì trời. Tự dưng mình lại thấy tội con An quá. Tôi chắc chị biết Minh và Vi, hai đứa bạn thân của con An chứ. Ừ? Tôi đang giữ hai đứa nhóc đó. Nếu không muốn bọn nó bị sức sẹo gì thì hãy dẫn con An đến địa chỉ tôi gửi. Yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện với nó thôi. Thế nha, tôi chờ mọi người đây. Chưa kịp tra vị trí của cô ta nữa. Không cần đâu, cô ta gửi địa chỉ luôn rồi đây nè. Sao mẹ? Để đó bà mẹ lo cho. Con đi ăn rồi nghỉ đi, tối rồi. Hưng, dẫn nó tới nhà ăn đi. Ủa, mà ba mẹ tìm được con gián đó chưa? Xin lỗi vì bạn nãy đập đầu em hơi mạnh. À, không có gì đâu. Ê, khoan đã, anh đập đầu tôi hả? Mà anh là ai chứ? Không lẽ do mình đập đầu nó mạnh quá nên nó bị mất trí nhớ rồi. Em đã anh mười mấy triệu đó, nhớ trả nha chưa? Hả? Anh nữa hả anh? Khoan, anh đừng có mét mẹ em nha, từ từ em trả cho. Anh đùa mày thôi mà mày cũng tin nữa hả? Ủa, vậy hả? Không lẽ hồi đó mày cũng từng mượn mấy chục triệu của ai đó rồi hả? À không, em không có mượn. Hồi đó nhà em bị cúp điện nên em vô phòng mẹ em á, lấy tiền ra đốt để soi đỡ. Đây là căn tin tòa nhà, em qua kia lấy cơm đi. Chào con gái, con muốn ăn gì? Cơm hay phở hay lẩu? À, con muốn ăn cơm cá kho với canh chua thơm, với cho con rau luộc nữa nha cô. Rồi, uống nước gì không con gái? Dạ có, cho con ly nước ép dưa hấu với hai cái gỏi cuốn nữa nha. Rồi, hỏi vậy thôi chứ mì gói là món duy nhất ở đây. Ê, phòng của em đây, phòng anh cuối dãy, có gì cứ gọi. Người hơi rình à, đi tắm cái đã. Ý, ủa Vi nè, tấm hình ở đâu ra vậy ta? Không biết tụi kia giờ sao rồi, dạo này cứ ngủ ở chỗ này, thức dậy ở chỗ khác hoài à. Đi gặp ba mẹ xin cái điện thoại lên mạng chơi tí mới được. Nếu hai người muốn con An an toàn á, thì chuyện này đừng nói cho nó biết. Về tính cách con An á, thì chắc chắn nó vừa nghe sẽ chạy tới chỗ mấy đứa bạn liền. Hồi Tống Trần cũng vậy còn gì. Nhưng bây giờ không cho nó biết thì mình cũng phải tìm cách để cứu bọn nhóc kia chứ. Hả? Chuyện đó từ từ tính sau. Có khi tôi sẽ bóc vài đứa họ hàng có năng lực mạnh đi làm nhiệm vụ. Quan trọng là bây giờ đừng ai để lộ cho con An biết là con mụ điên kia đang bắt thằng Minh với con Vi làm con tin. Hết. Ai đó? Ai vậy? Không biết, lúc đi ra là thấy chạy mất rồi. Có khi nào là con An không? Kêu thằng Hưng đi kiểm tra nhanh lên. Thằng Hưng nó không bắt máy, chắc lại cắm đầu vào game cũng rồi chứ gì nữa. Nếu mà là con An á, thì chắc nó đã nghe hết cuộc hội thoại ban nãy rồi. Và có khi nó đang tìm cách chạy tới chỗ mấy đứa bạn nó không chừng. Wow, bình tĩnh lại coi. Dù nó muốn đi nhưng mà nó tới đó bằng cách nào? Làm sao nó bay ra khỏi đây được? Ai đưa nó đi chứ? Nếu mà là con An thì chắc nó sẽ cắm đầu mà đi đại. Đi đại là sao? Nhảy từ trên tòa nhà này xuống chắc. Làm sao mà nó ngu đến như thế được? Đúng, làm sao có thể. Thôi để tôi kiểm tra.
trời đất ông nội mẹ ơi, nó chạy ra sân nó nhảy xuống kìa. Vì thần ngu dốt đã tái sinh.